Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh video của điện tử DAT.com. Trong video này, mình sẽ giới thiệu đến với các bạn hai sản phẩm mạch tạo trẻ đóng ngắt theo chu kỳ với thời gian có thể cài đặt được từ 0,1 giây cho đến 999 phút. Hai sản phẩm này có chức năng và cách cài đặt hoàn toàn giống nhau. Điểm khác nhau giữa hai mạch này nằm ở phần thiết kế ở ngõ ra của mạch. Đây là mạch tạo trẻ được thiết kế với ngõ ra sử dụng tiếp điểm relay, giúp bạn dễ dàng điều khiển đóng ngắt các thiết bị sử dụng điện áp AC hoặc DC. Còn đây là mạch trẻ được thiết kế với ngõ ra điện áp DC trực tiếp và điện áp này phụ thuộc vào điện áp ngõ vào. Bây giờ mình sẽ tiến hành tìm hiểu các chức năng của mạch. Đầu tiên mình sẽ kết nối nguồn điện cho mạch và đường tín hiệu kích. Ở đây mình sử dụng nguồn điện 12V cho mạch và đường tín hiệu kích. Để điều chỉnh các thông số và cài đặt chức năng cho mạch, mình sử dụng 4 nút nhấn trên mạch. Nút Stop được sử dụng khi bạn muốn dừng hoạt động của mạch ngay lập tức hoặc muốn mạch tiếp tục hoạt động sau khi nhấn dừng. Nút Set được sử dụng để thiết lập các thông số của mạch bằng cách nhấn giữ nút Set trong 3 giây hoặc xem chế độ đang hoạt động của mạch bằng cách nhấn vào nút Set một lần. Nút Up và Down được sử dụng để tăng hoặc giảm giá trị thời gian trễ hoặc chuyển đổi chế độ hoạt động của mạch trong khi cài đặt. Và sau đây mình sẽ tiến hành thử nghiệm các chức năng của mạch. Mạch được lập trình với 7 chức năng phù hợp với nhiều mục đích khác nhau. Các chức năng lần lượt theo thứ tự là B1.1, B1.2, B1.3, B-2, B3.1, B3.2, B-4. Các ký hiệu trong mạch bao gồm OP, viết tắt của Open, là thông số thời gian mạch sẽ đóng, CL, ký hiệu của Close, là thông số thời gian mạch sẽ ngắt, LOP, ký hiệu của Lock, là thông số vòng lập mạch sẽ thực hiện theo chu kỳ OP và CL. Một chức năng khác của nút Stop. Trong quá trình cài đặt thời gian trễ, nhấn nút Stop để chuyển đổi giá trị thời gian. Với dấu chấm nằm ở vị trí số 3 thì thời gian tối đa có thể cài đặt là 999 giây. Dấu chấm ở vị trí số 2 thì thời gian có thể cài đặt tối đa là 99,9 giây. Và dấu chấm sáng lên ở cả 3 vị trí thì thời gian tối đa có thể cài đặt là 999 phút. Như vậy ta có thể tùy chỉnh dễ dàng với giá trị từ 0,1 giây cho đến 999 phút. Chế độ B1.1. Ở chế độ này chỉ có một chu kỳ đếm OP. Chu kỳ đếm OP sẽ bắt đầu đếm khi thực hiện tín hiệu kích bằng cách cấp điện áp từ 5 đến 24V DC vào chân kích của mạch. Trong chế độ này, tín hiệu kích sẽ không hoạt động trong chu kỳ đếm. Chế độ B1.2. Chế độ này cũng giống như chế độ B1.1, nhưng trong chu kỳ đếm, nếu ta thực hiện tín hiệu kích thì thời gian đếm sẽ trở về 0 và tiếp tục đếm đến giá trị đã cài đặt. Chế độ B1.3. Chế độ này cũng giống như chế độ B1.1, nhưng trong chu kỳ đếm, nếu ta thực hiện tín hiệu kích thì thời gian đếm sẽ trở về 0 và mạch sẽ kết thúc chu kỳ đếm OP. Chế độ P-2. Ở chế độ này chỉ có một chu kỳ đếm OP và một chu kỳ đếm CL. Sau khi thực hiện tín hiệu kích, mạch sẽ đếm ở chế độ ngắt CL, sau đó mạch sẽ đếm ở chế độ đóng OP.
chế độ B3.1. Ở chế độ này có thể điều chỉnh số chu kỳ OP và CL bằng vòng lập lock. Giá trị của lock có thể cài đặt từ 1 đến 999 hoặc thiết lập vòng lập vô tận bằng cách giảm giá trị về 0. Lúc này màn hình sẽ hiển thị 3 dấu gạch ngang. Trong chu kỳ đếm, nếu ta thực hiện tín hiệu kích thì thời gian đếm sẽ trở về 0. Lúc này mạch sẽ kết thúc vòng lập và chờ khi có tín hiệu kích tiếp theo. Chế độ B3.2. Chế độ này cũng giống như chế độ B3.1, nhưng mạch không thể sử dụng tín hiệu kích. Mạch chỉ bắt đầu đếm sau khi được cấp nguồn. Khi kết thúc vòng lập đã cài đặt, cần tắt và bật nguồn lại để mạch hoạt động theo thông số đã cài đặt. Chế độ B-4. Ở chế độ này chỉ có một chu kỳ đếm OP. Chu kỳ đếm OP sẽ bắt đầu đếm khi thực hiện tín hiệu kích và không giữ. Trường hợp tín hiệu kích được giữ liên tục ở mức cao, mạch vẫn hoạt động ở chu kỳ OP nhưng bộ đếm sẽ không hoạt động. Khi tín hiệu kích được thả, mạch sẽ bắt đầu đếm đến thời gian đã cài đặt và kết thúc chu kỳ OP. Trong chu kỳ đếm, nếu ta thực hiện tín hiệu kích thì bộ đếm sẽ được đặt về 0 và giữ nguyên giá trị đếm là 0 nếu tín hiệu kích được giữ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy like và subscribe kênh để cập nhật những video mới nhất của điện tử DIT.com nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.